bạn ơi, mình có máy bay điều khiển từ xa rồi nè các bạn. Bây giờ mình cho nó chạy nha các bạn. Wow, em Dora con, máy bay điều khiển từ xa kìa. Mình phải lại xin em Dora chơi ké mới được. Các bạn ơi, máy bay này chơi thích lắm các bạn ơi. Wow, em Dora con, máy bay điều khiển từ xa đẹp thế, cho anh chơi cùng với. Không, anh là ai mà đòi chơi với em? À, anh là Vinh Tiền Lẻ ở dưới quê mới lên. Ôi giời ơi, cái đồ nào quá, sao ông Vinh lại biết tên em? Anh coi video của em trên YouTube hoài mà, nên anh biết tên em á. Thế bây giờ em cho anh chơi cùng được không? Em không xích cho anh Vinh đâu. Anh Vinh thì lại đi đi, đi đi. Đô la cho anh chơi với, anh cũng có xe ô tô đồ chơi nè. Ôi trời ơi, cái xe xấu quá như thế này mà ai thèm chơi. Đô la ơi, cho anh chơi cùng với, anh ở dưới quê mới lên á, nên anh không có bạn chơi, nên em cho anh chơi cùng với. Em là bạn nhưng mà em không thích chơi anh Vinh. Cái đồ nhà quê, đi đi, đi đi. Vinh ơi. Dạ. Con đi đâu nãy giờ vậy? Đi chơi mà sao con không báo cho bố một tiếng để bố đi tìm con khắp nơi vậy? Dạ. Lần sau đi đâu thì nói với bố nhá. Dạ. Đây, bố mới mua cho con chiếc xe ô tô điều khiển từ xa này. Đẹp không? Dạ đẹp. Chơi rồi phải giữ gìn nó đừng làm hư nhá. Dạ. À, mà em này là em hàng xóm phải không? Dạ. Chơi thì cho em chơi cùng với nhá, không được ích kỷ chơi một mình đâu nhá. Dạ. Chơi một mình là về bố la đó. Rồi chơi đi, bố về rồi tí nữa sang bố đón về nhá. Dạ. Rồi la, anh có xe ô tô điều khiển từ xa mới rồi nè. Bây giờ em cho anh chơi với được không? Dạ, dạ. Đây. Để anh mở lên nha. Đây. Đây em cầm chơi đi. Bấm nút này nha. Cái này nè. Bấm đi. Wow. À mà anh Vinh ơi, lúc thôi này em không cho anh Vinh chơi. Anh Vinh đừng có giận em nha. Ừ anh không giận đâu, nhưng mà lần sau là em không được coi thường người khác đâu nha. Em biết rồi rồi, anh Vinh nữa giận em nha. Em cho anh Vinh mượn đồ chơi của em nè. Anh Vinh cho em mượn đồ chơi của anh Vinh. Em cảm ơn Đô La nha. À. Wow, máy bay Đô La xịn thế.